Hello các bạn, mình là Hokuchi và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 tựa game vô cùng đáng chơi dành cho mobile vào năm 2018. Thì những cái tựa game này giống như Monster Hunter, đó là săn quái thú khổng lồ vô cùng hấp dẫn. Vậy thì hãy cùng theo dõi clip này để xem là 5 tựa game đó là gì nhé. 1. Legend Hunter. Được biết, Legend Hunter chính là phiên bản làm lại của The World 2, đã xuất hiện cách đây 2 năm nhưng chưa có cơ hội ra mắt chính thức. Như các bạn đã biết, dòng game nhập vai săn quái vật thị trường hiện nay là rất nhiều. Tuy nhiên, trong số nhiều đó thì có rất ít sản phẩm nào vượt mặt được tượng đài Monster Hunter. Thế nhưng, siêu phẩm này chỉ chú trọng vào chế độ chơi đơn, khiến game thủ đôi khi cảm thấy lẻ loi, một mình chiến đấu mãi cũng chán. Và chính vì tận dụng điểm yếu này, hãng Good Game đã tạo ra một tựa game mobile mới hoàn toàn, tích hợp chế độ multiplayer cực kỳ hấp dẫn có tên gọi là The World 2. Được biết, Legend Hunter là một tựa game thuộc thể loại MMORPG đa nền tảng. Bên cạnh đó, trò chơi còn hữu nền tảng đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt, cùng những hình ảnh tuyệt vời từ tạo hình nhân vật cho tới quái vật khổng lồ dị dạng. Với yếu tố hành động nhập vai hừng hực lửa, chắc chắn sẽ khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng thích thú. Người chơi sẽ được điều khiển một con hero có sức mạnh phi thường từ 1 đến 5 lớp nhân vật có sẵn và cạnh tranh với những game thủ khác trong trận chiến thời gian thực. Cụ thể, đấu PvP để người chơi mặc sức PK lẫn nhau trong những cuộc chiến arena dưới hình thức 6v6 hay thậm chí là 9v9 cực kỳ hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc tập hợp nhau lại để vượt qua ải khó khăn, săn những con boss máu trâu cũng là điều thú vị ở tựa game mới này. Phần đồ họa của Legend Hunter cũng được đầu tư và trau chuốt khá kỹ lưỡng với hàng loạt những hiệu ứng hình ảnh đầy màu sắc và vô cùng chân thật sẽ xuất hiện ngay trong trận đấu như một thước phim hành động hoành tráng. Ngoài ra, âm thanh game cũng được thêm vào với những hiệu ứng sống động, giai điệu nhạc nền rực lửa khiến cho cuộc đối đầu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. 2. Blues Mary. Thể loại RPG từ xưa đến nay vẫn đứng sừng sững trong hàng top những sự lựa chọn ưu tiên của game thủ khi chơi game, cho dù là phiên bản mobile game nhỏ gọn. Cần phải thừa nhận một điều rằng Blues Memory là một món quà cứu cánh tuyệt vời dành cho những cộng đồng game thủ mobile trước đó. Trước tình trạng thiếu đói nghiêm trọng game thể loại nhập vai chất lượng, chỉ cần chơi game trong vòng 15 phút là bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Mới đầu, Blues Memory cho phép người chơi lựa chọn một trong 3 cha, phân biệt theo 3 hướng đi khác nhau là máu trâu, đam mạnh và sát thương cao. Nhiệm vụ của người chơi rất đơn giản là trở thành một vị chiến binh và đi tiêu diệt quái vật trừ hại cho dân lành, giết càng nhiều càng tốt. Ban đầu game sẽ đưa bạn vào một thế giới đổ nát, chết chóc, một lãnh địa tràn ngập kẻ thù và bỏ mặc cho game thủ đấu tranh sinh tồn. Khi đó, bạn phải tìm cho ra bằng được con boss của màn đó, tiêu diệt nó thì mới kết thúc màn chơi và lên level. Việc phân biệt boss thì khá đơn giản bởi vì kích thước của chúng to hơn hẳn đồng loại và máu thì cũng trâu hơn. Mỗi khi lên một level sẽ được cộng thêm các chỉ số sức mạnh như là máu, kháng choáng, kháng độc, kháng nguyên rủa rất hữu ích. Blues Memory còn cho phép game thủ lập một tổ đội theo cách tự động theo nhóm để cùng train nhiệm vụ. Khi đã gia nhập đội thì bạn sẽ nhìn thấy chỉ số máu của đối phương để tiện bề hỗ trợ. Thay vì chơi đơn độc lẻ loi một mình thì game thủ đã có thể tham gia vào guild để tìm kiếm bạn bè. Mỗi guild thì thường có tên, biểu tượng và cấp riêng rất đa dạng. Nhìn chung, Blues Memory là một game nhập vai khá hay, đáng chơi nhưng đồng thời độ khó cũng rất cao, bởi vì nếu game thủ không biết cách thu thập nguyên liệu, chế đồ hay cường hóa trang bị mạnh mẽ lên thì ngay từ những chương đầu nhân vật sẽ chết không dưới chục lần. Điều này đủ để thấy rằng để có thể chơi được Blues Memory thì chúng ta phải vận dụng cái đầu nhiều hơn chứ không phải ỷ vào sức mạnh cơ bắp thường thấy trong các thể loại RPG. 3. Animus Standalone. Animus Standalone là một game hành động nhập vai phong cách chặt chém điển hình của RPG dưới sự phát triển của nhà phát hành Tenbox. Trò chơi này đang tạo ra một xu hướng chơi game mới trên nền tảng di động, nổi bật nhờ đồ họa và lối chơi hấp dẫn vượt trội cùng khả năng chặt chém đã tay. Trò chơi này có hàng ngàn lượt tìm kiếm và tải về mỗi ngày trên toàn thế giới. Trò chơi này sẽ đưa bạn đến với một thế giới hoang tàn, nơi đây sự tồn tại chỉ dành cho những chiến binh mạnh mẽ nhất. Nếu các bạn đã từng chơi qua các trò chơi như Bloodborne hay PlayStation 4 hay tựa game hành động nổi tiếng Dark Souls thì không có lý do gì mà bạn có thể bỏ qua Animus Standalone. Trò chơi hiện ra trước mắt là một thế giới cổ đại rộng lớn, hoang sơ và có phần lạnh lẽo. Animus Standalone sẽ cho người chơi thưởng thức một đoạn video giới thiệu cốt truyện, những truyền thuyết về những chiến binh lang thang, đơn độc, chiến đấu chống lại lũ quái vật gớm ghiếc. Thế giới trong Animus Standalone
mang một bầu không khí cực kỳ u ám, nặng nề, đầy những sự giả dối và lừa lọc. Nơi đây mọi thứ đều chỉ muốn lấy mạng sống của bạn, kể cả những cơn gió thoảng qua. Nhà phát hành đã rất tinh tế trong việc tạo cho người chơi cảm giác giống như trong một nhà tù khổng lồ không lối thoát. Nơi đây vẫn còn tồn tại những chiến binh mạnh mẽ, chiến đấu với những kẻ ác độc, những con quái vật khổng lồ để giải thoát cho mọi người khỏi thế giới khủng khiếp này. Có cả độc, những hiệp sĩ đen hay những tay lính đánh thuê khổng lồ đang chờ bạn ở phía trước. 4. Monster Hunter Story. Monster Hunter Story chính là một Monster Hunter nhí dành cho các em nhỏ, với đồ họa đẹp, cách chơi dễ làm quen, dễ gây ghiền và độ khó thì lại không quá cao. Monster Hunter là tựa game số 2 của ngành công nghiệp game Nhật Bản, chỉ đứng sau Pokemon. Tuy cộng đồng người chơi Monster Hunter vẫn rất lớn mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, song vì đây đồng thời là một trong những dòng game khó nhất và kén người chơi ngang với Dark Souls, nên ở Việt Nam cái tên Monster Hunter vẫn không quá phổ biến. Tuy nhiên, ngay cả Dark Souls cũng có ngày dương ranh ra thế giới sau phiên bản thứ 3 trở thành hiện tượng toàn cầu vào năm ngoái. Capcom cảm thấy họ cần tạo ra một sự khác biệt nào đó đối với Monster Hunter. Dòng game trước giờ luôn luôn cổ hủ với lối chơi và đồ họa cứ tựa tựa nhau qua hàng chục năm, hàng chục phiên bản, và vì thế Monster Hunter Story ra đời. Monster Hunter Story chính là một sản phẩm nằm trong chiến dịch quảng bá của Capcom. Vì Capcom muốn giới thiệu thương hiệu Monster Hunter đến với nhiều đối thủ game hơn, nên Monster Hunter Story có đồ họa cel shading khá dễ thương, khá phù hợp với các em nhỏ, cùng với lối chơi nhập vai theo dạng kéo bú bao cũng đơn giản không kém. Nhưng bên cạnh đó, nó vẫn giữ được một vài đặc điểm đặc trưng và đặc sắc của dòng game gốc Monster Hunter. Monster Hunter là dòng game khá tàn khốc vì nó tồn tại các quái thú được thiết kế rất chi tiết, từ tạo hình, thói quen hành tung, cùng bộ kỹ năng chiêu thức lên tới hàng trăm đòn. Những đặc điểm này làm cho các con quái trong Monster Hunter có vẻ hơi quá nghiêm túc, hùng mạnh và khó chơi. Điều này vốn không thể nào phù hợp với các em nhỏ, đối tượng chính mà Monster Hunter Story muốn hướng tới. Và để làm cho các em nhỏ có thể làm quen với các con quái trong game, Capcom chọn cách biến đổi hoàn toàn đồ họa game từ phong cách chân thực thành phong cách cel shading, dễ nhìn và dễ yêu. Và rất bất ngờ rằng điều này không hề phá vỡ mất cái chất của Monster Hunter, mà còn thổi vào nó một luồng gió mới cho hợp với các đối tượng mà nó tập trung muốn đánh vào. Vì các bản Monster Hunter trước đây bị fan đánh giá là phong cách thiết kế đã quá giống nhau, một cách buồn tẻ, thì rõ ràng Monster Hunter Story đã hoàn thành được mục đích tối quan trọng của nó, chính là lôi kéo thêm các game thủ nhí thích nghi với thế giới quái thú của Capcom. Dark Souls, Monster Hunter hay các siêu phẩm game nổi tiếng của Nhật đều có một đặc điểm chung là sở hữu độ khó rất cao. Tuy nhiên, điều này lại không còn được duy trì đối với Monster Hunter Story. Trong quá trình trải nghiệm cốt truyện dài 50 tiếng đồng hồ, sẽ không có quá nhiều trở ngại cho người chơi để vượt qua. Monster Hunter còn khó ở điểm là game có tới 14 loại vũ khí và chỉ sử dụng thuần thục được hết chúng thôi, đã là một thử thách vô cùng lớn đối với các game thủ. Tuy nhiên, Monster Hunter Story lại chỉ có 4 loại, sẽ làm cho bạn cụt hứng vì quá ít lựa chọn vũ khí. Tóm lại, Monster Hunter Story chính là một Monster Hunter nhí dành cho các em nhỏ, với đồ họa đẹp, cách chơi dễ làm quen, dễ gây nghiền và độ khó không quá cao. Monster Hunter Story đã hoàn thành mục tiêu của nó trong việc lôi kéo thêm nhiều game thủ làm quen dần với dòng game Monster Hunter. Nhưng đối với những fan cứng từng bỏ hàng ngàn giờ chơi vào dòng game Monster Hunter để vượt qua các con quái thú đầy ác mộng mà nói, Monster Hunter Story lại là một trò chơi quá đông đối với họ. 5. Ghost Eater Online là tựa game được phát hành bởi Namco Bandai, được phát hành trên nền tảng máy chơi Sony PSP. Trong thời buổi thị trường game mobile không ngừng phát triển, nhà phát hành Namco Bandai đã lựa chọn Ghost Eater Online là một sản phẩm đánh vào thị trường game online. Hình ảnh trong Ghost Eater Online không thực sự được đánh giá cao, chỉ đáng đạt đến tầm trung bình và còn kém xa rất là nhiều so với một số game khác. Mặc dù hình ảnh không được đầu tư nhiều, nhưng âm nhạc thì lại hoàn toàn ngược lại. Ta có thể nhận thấy rõ sự trau chuốt của nhà nghiên cứu game khi đưa một loạt bản nhạc đỉnh cao giúp cho bạn tập trung nhập vai chiến đấu. Mặc dù Ghost Eater Online chỉ sử dụng ngôn ngữ là tiếng Nhật, đến đây thì chắc hẳn một suy nghĩ sẽ xuất hiện trong đầu bạn ngay lập tức là chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền phức vì rào cản ngôn ngữ. Bạn sẽ chẳng thể biết được mối quan hệ giữa các nhân vật cũng như các tình tiết game, nhưng game đã hạn chế tối đa điều đó. Nếu không hiểu tiếng Nhật, bạn vẫn có thể chơi tốt dù từ đầu cũng có chút rắc rối. Ghost Eater Online cũng sử dụng hệ thống nhiệm vụ cần hoàn thành sau đó tiến vào đấu trường. Thành công sẽ nhận được kinh nghiệm và nguyên liệu liên quan.
Người chơi quen game săn bắn chắc chắn sẽ nắm bắt rất nhanh cách chơi này. Đây là lần đầu tiên nhà phát hành đưa mô thức map vào thế giới game của mobile. Từ đó có thể đánh nhau với quái vật, giữa các người chơi có thể thách thức nhau, đem lại cảm giác mới mẻ hấp dẫn. Chắc chắn bạn đang rất tò mò game về phương diện thao tác. Nhà phát hành đã quyết định không nên vì là game mobile mà đơn giản, lược bỏ đi nhiều chi tiết. Các thao tác tấn công nhằm mục tiêu, di chuyển và phòng ngự đột kích vẫn được giữ lại một cách đầy đủ. Vũ khí trong game thì được chia làm hai loại, đó là chiến đấu gần và bắn tỉa. Tiếp theo phải cần nói đến bản đồ tự do của tựa game này. Một điều đáng ngạc nhiên là khi bắt đầu game sẽ bị choáng ngợp bởi biển người. Hơn nữa, rất nhiều trong số đó giết quái vật mà không cần tốn chút sức lực nào. Tất cả những gì bạn cần làm là bước vào map và chiến đấu. Ok, và vừa rồi thì Hukushi đã liệt kê ra 5 tựa game vô cùng đáng chơi cho năm 2018. Các bạn thấy thế nào? Các bạn đã từng chơi game nào rồi thì các bạn hãy comment cảm nhận của các bạn về em nó ở dưới này nhé. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh B Channel của chúng mình. Còn bây giờ thì bye bye.